đúng rồi, cho ông đi đấy, ông ngồi đây à. Tìm nhà trong nữa đi à. Xe luôn hả? Thưa bạn. Rồi. Thầy học hết. Hai cái rưỡi, hai cái tư rồi, giờ hai cái tư là bao nhiêu chứ không? Đúng không? Hai anh đó giờ quậy cỡ gì ta, cỡ tuổi này quậy cỡ gì rồi. Giống anh bằng giống em đúng không? À, tôi uống mèo á, bữa trước nó tới đây nè, bữa là cũng là bằng giống em lớp 13 đó, này 13 nè, tôi uống mèo á. À, phá luôn. Mưa Lego, mưa lắp ráp, mưa siêu xe. Đấy, con nhà nghèo mà mưa siêu xe. Chán. Mưa siêu xe à? Ừ, anh nào cứ cuối tuần là cứ kêu ba dẫn ra quận nhất coi siêu xe. Đây này, hai cái này quá đẹp à. Hai cái này là hết 6. 6 cái 6 cái 6 cái. Này anh liền mà. Hai một đó. Cái này là chín chín rồi, ông mua đây, ông mua khách mua tới 5 trái rồi mọi người. Khui không anh? À, có nhiều khách đội mưa mua sầu riêng. Thích cơm vàng thì ăn sầu riêng ri xéo nha mọi người. Đấy là cái chim xuyên nhau đẹp yếu phải không? Bên kia là chưa có cái tính các bạn nữa, một hai bữa mang nè. Qua sầu riêng.
Wow 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 wow. Sát thương, đội sát thương mạnh lắm à. Một một mua một cái đội buồn nhiều quá. Yeah.
chứ đâu phải 3 năm rưỡi. Ông Phán mua nhiều á, mua nhiều. Mua nhiều nghèo. Nãy từ quán ra ông anh kia mà ông anh kia không chịu, không tin ha. Nhiều khi vậy, mình nói thiệt mà người ta không tin. Mọi người mọi thứ hết rồi. À, chưa bỏ bệnh luôn, bỏ bệnh em với anh Phụng. À, tiểu bóng tầm 50. Mà cứ trả được không á. Bỏ lên căn bự được anh. Cái căn bự cho dễ. Cái 16 ký mấy á? 16 ký 2, 16 ký 3 gì. Căn bự chắc được không? Không được, bỏ rồi. Sáu cái mấy á? Trời mưa mưa các bạn. Mình xin nhắc lại các bạn là cái vừa story này là vừa story cảm ơn thường quay ở đây các mọi người của anh Hiếu với chị Lam á mọi người. Chỗ này thì địa chỉ là 592 trên đường Trường Chinh đấy mọi người. Khu vực qua là khu vực Tân Bình, xe cộ qua lại rất là nhiều rồi. Bữa nay là giờ trời đang lâm râm. Bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi các bạn. Quay chia sẻ với các bạn là vừa sầu riêng, cảm ơn. Cũng như là cái khung cảnh buôn bán của mấy anh em. 33 thôi. Vừa cô bác thích cui, thích xem cui sầu riêng. Có mấy anh chị nước ngoài thích cui sầu riêng lắm. Với lại qua mấy video clip là mấy anh chị biết là nhiều loại sầu riêng, hồi giờ cứ tưởng là có riêng sáu thôi, có nhiều loại lắm các bạn. Việt Nam mình nhiều loại sầu riêng ngon, riêng sáu, chuồng bò, táo rửu, mỗi loại nó có một cái vị độc đáo riêng các bạn.
mũi với nó gọi là chạp bá luôn á. Đó, cái muối này cũng bự lắm mọi người, kiểu như hạt vàng mịn luôn á mọi người. Hấp dẫn luôn. Trong mỗi video thì mình sẽ để cái địa chỉ phía dưới cho các bạn. Các bạn xem rồi thì tới ủng hộ ở đây, nhưng mà các bạn chưa biết địa chỉ này thì nhắc lại địa chỉ là 592 Trường Chinh nha các bạn. Kết thúc video ở đây. Ở đây thì có hiện tại là có sữa Athlete với lại là R6 thôi. Hàng mới liên tục đó mọi người. Các bạn có story thì có thể ghé địa chỉ này để ủng hộ. Chỗ này là 592 trên đường Trường Chinh đó mọi người. Hàng mới hàng ngày. Bình thường thì khoảng 8-9 giờ sáng em bán rồi. Chỗ này là vừa story, cảm ơn mọi người. Quay xong cho mọi người xem. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like, share, comment để cập nhật những điều thú vị hơn và ẩm thực thành phố, đặc biệt là sầu riêng. Ok, bye bye.